Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh. Lê Minh cảm thấy rất là thích thú khi gọi anh chị em các bạn là đồng chí và anh chị em, bởi vì chúng ta có cùng chung một chí hướng và chúng ta có một cái niềm vui là đất nước của mình hiện nay đang được hòa bình và đổi mới và phát triển rất là tốt với sự lãnh đạo của Đảng. Đó là một cái niềm vui và sự hãnh diện, cho nên Lê Minh rất là thích mỗi khi gọi anh chị các bạn là đồng chí. Thì hôm nay là mình muốn like để chia sẻ với anh chị các bạn một đề tài mà cũng khá hấp dẫn, mà lợi mình xem tin tức và truyền thông, một số các bạn trên mạng Facebook cũng chia sẻ về một cái tên phó giáo sư tên là Jonathan London. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Tên này là một cái người Mỹ. Hiện sống và làm việc tại Hà Lan, mà anh chàng này được cái đài BBC chống phá đất nước nó xuyên tạc ở ở bên Anh đó, nó mời vào để đăng, mà nó bình luận một cách rất là xảo trá và trắng trợn, cho nên mình cảm thấy rất là bức xúc với những cái tên mà buôn chính trị của cái tụi Mỹ như thế này. Chính chính vì vậy cho nên Lợi Minh nói anh chị các bạn, tuy rằng có nhiều người nghĩ rằng Lợi Minh sang Mỹ mà sao hay chửi Mỹ, nói xấu nước Mỹ, bởi vì Lợi Minh không có thích cái tụi Mỹ, cái chính trị của nó rất là bá dơ. Nhiều khi nó chỉ biết cái lợi nhuận, cái đồng tiền, các bạn biết nó trả tiền cho nó thì nó nói theo cái đường lối chính trị của nó, và nó hay xía vào những cái nội bộ của chuyện quốc gia khác, trong khi cái quốc gia của nó như cái nồi cháo heo. Các bạn thấy nó cho rằng cái đại hội đảng thứ 13 của Việt Nam trong đó là một cái hộp đen, và nó nói rằng người dân Việt Nam cần phải biết và vai trò, nó rất là xảo trá và bị bợm những chuyện này. Các bạn nghĩ nói về một cái tên giáo sư Jonathan London này thì tôi nói cho các bạn, cái này là một điều rất là lạ. Nước Mỹ nó là một cái trung tâm, một cái nước quốc gia đầu tàu của một cái công nghiệp công nghệ cao, thì những cái tên giáo sư mà giỏi đó thì tôi nói chị bạn hiếm hiếm có, và không, gần như là không có những cái người mà họ bỏ cái nghề giáo sư của họ đi ra khỏi nước. Nếu mà họ giỏi thì ở trong nước Mỹ nó được hậu thuẫn và nó được trả lương rất là cao. Đó. Mà mấy cái tên này tôi không biết nó loại loại giáo sư gì không biết, thì nó lên mạng mấy cái đài mà của Việt Nam, mấy cái đài mà chống cộng ở hải ngoại như BBC này nè, nó mua chuộc sao thì nó tâng bốc lên. Các bạn nghĩ một người giáo sư người Mỹ mà đi qua Hà Lan kiếm sống, trong khi đó cái đời sống và cái đồng lương ở bên Hà Lan làm sao nó bằng được ở bên Mỹ? Những cái người mà giỏi ở bên Mỹ họ họ làm, họ hái ra tiền. Các bạn, hàng Mỹ nó trọng dụng cái nhân tài và nó sử dụng những cái công ty của Mỹ đó, thì cho nên các bạn cẩn thận. Một khi mà những cái đài truyền thông của Việt Nam mà nó thuê mấy cái thằng này đó lên, nó phong cho giáo sư, tiến sĩ thế này thế nọ, thì hết sức cẩn thận. Mấy thằng này tụi nó tự đánh bóng rồi nó đưa lên để đặng mà nó bôi nhọ Việt Nam. Các bạn thấy, trong khi đó những cái đại hội đảng của Mỹ, các bạn thấy đảng phái của nó đấu đá nhau, nó tranh giành quyền lực với nhau, nó vì những cái nhóm lợi ích nó không à, nó vào đó nó có gì cái người dân đâu, những cái người theo ủng hộ đó, các bạn biết những ủng hộ đảng phái của đó là nó dành cho mỗi người đó một công việc làm hết. Nó hứa hẹn những người nào mà theo vận động bầu cử của nó đó là khi nó thắng cử, như vừa rồi ông Biden ông thắng cử đó, là anh chị các bạn biết những cái nhóm mà vận động bầu cử đều có job thơm hết, đều có công ăn việc làm rất là ngon, cho nên nó vì những cái nhóm lợi ích của nó. Mà trong khi nó vỏ cái nó chọt cái mỏ chó của nó về Việt Nam thì nó lại xuyên tạc. Các bạn thấy cái tên giáo sư này thì tôi thấy với cái kinh nghiệm tôi sống bên Mỹ thì tôi thấy đây là một sự biệt, không thể nào mà một tên giáo sư người Mỹ mà đi qua Hà Lan. Nhiều khi mấy thằng đài BBC này, anh chị các bạn biết, nó có thể ra ngoài kia nó bóc một thằng Mỹ, hàng da trắng nào bên Anh homeless đó. Tại vì chưa có nghe trực tiếp, tôi sẽ vào tôi nghe trực tiếp cái giọng nói của thằng này. Tại cái giọng nói của người Mỹ thật sự các bạn biết nó khác nha, cái giọng nói của những người
ở bên Anh hay ở Hà Lan hay những nước Úc cũng vậy nữa, cái giọng và cái từ ngữ, cái ngôn từ đó họ sử dụng cũng khác. Có những cái ngôn từ đó chị các bạn, nó không có chính gốc như là cái người mà hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ nó sử dụng. Đấy, anh chị các bạn hết sức cẩn thận, mấy cái thành phần này nó lừa nè, nó rất là lừa. Nó bảo rằng Đại hội Đảng Việt Nam như một cái hộp đen, mà trong khi đó cái nước Mỹ của nó rất là thối nát, nó còn tệ hại khủng khiếp luôn. Một cái bộ máy chính quyền, ngay cả tôi đưa ra những cái bằng chứng cho nó thấy rằng tôi cũng phản phản bác trên cái đài của tụi nó về cái thằng Jonathan London này. Tôi không tin thằng này là một thằng giáo sư, một thằng phó giáo sư. Tụi tụi người Việt của mình đó các bạn, ở hải ngoại, cái tụi mà chống chống phá xuyên tạc đất nước đó, nó tự phong thánh thần đồ lên dữ lắm. Cho nên mình cần phải cẩn thận, nhiều khi nó phong ông này là giáo sư, ông nọ là tiến sĩ, đủ thứ chân á, nó xạo á. Tại vì tôi đã nói cho các bạn bằng chứng, ngay cả tôi hay chia sẻ về cái ông Đỗ Thông Minh cũng vậy. Các bạn biết ổng đi qua Mỹ, ổng là trong cái nhóm Việt Tân, sau rồi ổng bất mãn, ổng thấy không được, ổng bỏ nhóm Việt Tân ra mà ổng đi học. Ổng qua Nhật ổng học về hóa chất, mà học mà chưa có tốt nghiệp nữa, học có 3 năm. Các bạn biết bỏ 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 cái sự học dở dang mà ổng đi chống phá xuyên tạc đất nước. Ổng chửi ghê lắm, ông giết sạch, ông đi chống phá đủ kiểu đủ cách. Mà cái tụi chống cộng ở bên Mỹ đó các bạn biết, nó phong ổng lên thành thành cái gì quên rồi, tiêu ta, thành một cái người rất rất là một cái vị trí rất là cao, nó còn hơn là giáo sư nữa. Tự nhiên tự quên tước còn hơn là chuyên gia nữa. Nó phong ổng lên, có lần tôi hỏi anh cái chức vị, cái học vị của anh, ai phong cho anh vậy? Tại vì tôi có cái hồ sơ lý lịch của ổng. Lúc đó tôi lên mạng tôi tìm ổng, sao ổng đăng ở trong mấy cái trang của tụi ổng, trang của tụi chống cộng đó, ổng đăng cái lý lịch của ổng. Tôi vô tôi chọc cái copy xong rồi tôi in ra, xong rồi tôi hỏi ổng, xong ổng xóa chat, ổng xóa luôn. Hình ra các bạn thấy mấy cái tụi mà mấy cái đài BBC, đài qua, đài RFA, mấy cái tụi này nó chó má lắm, nó rất là khốn nạn. Nó là một cái cánh tay nối dài của cái bọn mà tư bản Mỹ và phương Tây, nó thao túng mấy cái tụi này, nó bỏ tiền ra, nó mua chuộc rồi nó làm mọi cái để gây bất ổn chính trị Việt Nam. Cho nên tôi nói chơi với thằng Mỹ hay thằng mấy thằng Tây như vậy, mình chơi với nó, ngoại giao với nó chỉ có lợi ích quốc gia thôi à. Bởi không bao giờ mà tôi cuồng thằng Mỹ hay thằng Tây hết trơn, đối với tụi nó phải chơi không phải thôi, bài chơi làm ăn nó vậy. Tôi chửi lộn, tôi cự với nó tới bến nè. Tôi nói chỉ các bạn biết làm ăn bên Mỹ mà lên tòa xuống tòa, thằng thẩm phán mà tôi còn cự lộn luôn. Còn không mà mình không có tự lập được á, mà mình không hiểu về luật pháp Mỹ á, nó ăn hiếp mình anh chị các bạn, nó ngồi trên đầu trên cổ mình á. Bởi vì tôi coi cái bài này hổm rồi mấy mấy ngày rồi mà tôi mắc bận rộn chưa có chia sẻ được. Cho nên ở trên mạng anh chị em các bạn cẩn thận về những cái đài mà tuyên truyền bậy bạ của cái tụi mà chống phá đất nước ở hải ngoại, tụi nó khốn nạn lắm. Bởi vì cái cách chia sẻ của tôi, ngay cả những cái các bạn mà những người mà gọi là Việt kiều sống ở bên Mỹ, khi tôi nói về mặt trái của nước Mỹ, một số các bạn không đồng tình với tôi, cho rằng sao mà tôi đi chửi nước Mỹ, trong khi đó mình ở nước Mỹ mình cũng làm ăn, mình cũng sinh sống thế này rồi. Tôi nói với anh chị các bạn, thằng Mỹ nó là một cái hiệp Trung Quốc, thằng nào khôn nhờ dạy thì chịu thôi, còn mình làm thì đóng mặt, đóng thế sấp mặt luôn. Đấy, nó cho ăn nó bỏ ra 1 đồng thì nó phải lấy lại 50 đồng. Thằng Mỹ mà tôi chưa bao giờ mà cù nó hay là ca ngợi nó cái gì cả. Cái nào mà nó hay thì mình chia sẻ cái đó để rằng mình học hỏi thôi. Còn mà tôi không bao giờ mà đội cái thằng ngoại quốc lên đầu chứ, không, cái tánh của tôi nào vậy vậy. Có nhiều người phản đối tôi về việc mà
lên án cái mặt trái của nước Mỹ, bảo là đừng có nói xấu nước Mỹ, trong khi đó mình cũng sống ở nước Mỹ. Chèn ơi, thằng Mỹ tôi cũng làm tôi đóng thế sấp mặt, chứ đâu phải như ở Việt Nam đâu. Tôi phải nói cho các bạn, về Việt Nam tôi kinh doanh làm ăn, tôi nói tôi đóng thế chỉ là một con số nhỏ thôi, còn ở Mỹ đóng sấp mặt luôn, nhà cửa tài sản mà không có tiền mà đóng thế cho nó, lúc đó nó lấy mẹ hết. Các bạn biết chiếc xe mà không đóng thế, đố anh chị các bạn mà chạy ra được ngoài đường, nó kiểm soát người dân bằng điện tử hết trơn. Còn ở Việt Nam tôi thấy dân mình nhiều khi cũng lách luật để đặng mà gọi là sống cho mưu sinh. Ông nhà nước Việt Nam ông cũng biết chứ không phải là không biết, mà nếu mà siết chặt như kiểu như Mỹ thì dân mình chỉ có ngồi mà khóc kêu trời thôi, các bạn thấy. Cho nên Lợi Minh lên trên này chỉ mong làm sao chia sẻ về những cái mà tụi truyền thông báo chí của mấy cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Các bạn đừng có nghĩ đài BBC của tụi tiếng Việt nó là một cái thằng uy tín nhá, chèn đất ơi, đài BBC nó là uy tín của đài tiếng Anh thôi. Tiếng Anh tại vì nó phát đi, nó truyền đi khắp thế giới, và cái tiếng tăm của nó, cái uy tín của nó khác, truyền thông của nó rất là khác. Còn cái đám mà BBC mà của người Việt thì nó rất là thổ tả, đại đa số trong đó là con cháu của ngụy quyền, những cái thành phần mà cực đoan chống phá đất nước, rồi một số những thành phần bất mãn chế độ rồi chạy ra bên bên Anh, bên nước ngoài, rồi được nhận vào đó làm việc. Tụi nó sợ đi chửi Việt Nam để đặng mà kiếm sống kiếm tiền. Mà các bạn thấy mấy cái tên mà giáo sư cho nó thành London này, nó là giáo sư con khỉ khôi, tôi không tin. Nó mấy này là giáo sư dởm. Ô gia, tôi nhớ rồi, cái ông mà Đỗ Thông Minh đó, các bạn biết nó phong nó lên tới học giả đó, ghê không? Các bạn thấy cái tụi mà xuyên tạc chống phá ở nước ngoài, nó phong ổng lên học giả. Mà ông, tôi hỏi ông Đỗ Thông Minh thôi, ủa anh cái học gì, học giả của anh ở đâu mà anh có vậy? Anh học về hóa chất chemistry mà anh học 3 năm mà anh chưa xong nữa, rồi anh đi theo Việt Tân, rồi anh bỏ Việt Tân, rồi anh đi qua bên tụi chống cộng bên Mỹ, nó mời anh qua đó gọi là thuyết trình về những cái cách thức chống phá xuyên tạc của Việt Nam, mà tăng bắt lên tới học giả chỉ coi ghê khiếp đó. Bởi vì những cái mà sự khốn nạn của cái đám chống phá đất nước, các bạn thấy khi đại hội đảng Việt Nam người ta tổ chức rất là quy mô và bài bản, nó có một cái hệ thống rõ ràng để bầu bán và tìm ra một cái nhân tài lãnh đạo đất nước trong tương lai để xây dựng đất nước mình ngày càng một phú cường và thịnh vượng. Còn các bạn thấy những cái đại hội đảng của mấy cái đám mà gọi là truyền thông của Mỹ, tư bản của Mỹ, chàng đất ơi, tôi nói chị bạn, tôi sống đó mấy chục năm rồi, nó rất là hỗn độn và phức tạp, nó tranh giành quyền lực với nhau, phe cánh phe phái của nó. Tôi nói anh chị các bạn biết, hồi những cái đảng phái của nó, khi mà nó có những cái hội đảng, không phải người nào cũng muốn được vào đâu, muốn vào là phải có một cái vé, có người mua cả 100.000, có người mua cả 50.000. Tại vì những cái vé đại hội đảng của tụi Mỹ đó là nó dành cho những cái tay mà gọi là đại gia của Mỹ, mấy tay tài phiệt. Tại vì những cái tay đó đó nó vào trong đó, nó mua chuộc những cái thằng chính trị như senator nè, hạ viện thượng viện nè. Các bạn thấy như bà Nancy, bà mà chủ tịch thượng viện gì, bà đó cũng là trong một cái nhóm lợi ích, vợ chồng bà các bạn biết cũng cũng nằm trong một cái dàn chứng khoán rất là lớn, và có những cái công ty giao dịch mua bán rồi rất là lớn. Cho nên khi mà quyền lợi của tụi nó bị mất nhau thì nó quay qua nó đập nhau tơi bời ba lá để đặng nó giành về cái quyền lợi của nó, chứ đâu phải đảng phái của nó, đại hội đảng của nó là họp nhau. Nó toàn là nó hứa lèo không à, thằng này lên ô hứa hứa là tao sẽ
làm cái này tốt hơn cho dân, tao sẽ làm cho cuộc sống của người dân ổn định hơn, công ăn việc làm tốt hơn. Nó hứa hẹn dân Mỹ thì nghe thì biết vậy thôi. Nhiều khi cái cuộc sống người ta khổ quá, nghe ông nào lên lãnh đạo hứa thì cũng có lý. Thì các bạn thấy khi mà hứa xong rồi lên rồi, có thằng nào làm thật sự mà cho cái đời sống của dân Mỹ được sung sướng, được được bớt bớt vất vả hơn đâu. Đấy, bây giờ cái chính quyền mới lên nó thay đổi đủ thứ luật lệ hết. Các bạn thấy lạm phát bắt đầu tăng, công ăn việc làm bắt đầu đã thất nghiệp hàng triệu người. Mấy hôm nay tôi theo dõi truyền thông báo kinh tế bên Mỹ, các bạn biết hiện nay có 10 triệu người Mỹ đang không trả nổi cái tiền thuê nhà, tiền mà thuê nhà họ đã không trả nổi bởi vì công ăn việc làm, những cái công việc lúc trước họ làm được được hái ra tiền, bây giờ những công việc đó không còn nữa. Cái chính quyền mới nó cắt những cái công việc mà hiện nay trong nước Mỹ đang có, và nó thay đổi về cái môi trường xanh. Các bạn biết Mỹ nó là một cái nước công nghiệp mà, khi thay đổi môi trường như vậy thì nó giết đi hàng triệu công ăn việc làm. Như bên ngành ngành sản xuất xe hơi thì nó kéo theo những cái phụ tùng và nhiều thứ khác, các bạn thấy vất vả trăm bề. Cho nên tôi thấy ngay cả những kinh tế gia của Mỹ nó đang cảnh cáo rằng có thể sẽ đi vào một cái cuộc sụp đổ rất là nguy hiểm. Còn chúng ta đang sống trong một đất nước Việt Nam hiện nay, các bạn được hòa bình, độc lập, người dân họ cố gắng tìm cách để mưu sinh. Hôm nay tôi nói chuyện với một em rằng, nói rằng em không có công ăn việc làm, hiện nay đang thất nghiệp. Các bạn thấy, nhưng mà ở cái thất nghiệp ở Việt Nam thì do mỗi hoàn cảnh, mỗi vùng địa phương. Dù vậy em không phải lao vào cái cuộc sống gọi là bần cùng, đói gắt và phải đi không nhà, không nơi ở, không nơi nương tựa. Còn ở bên Mỹ, khi mà người ta mà đi vào con đường cùng, mất nhà, mất cửa, cuộc sống la chao đảo, tất cả mọi thứ đều đảo lộn hết, và họ phải sống vô gia cư và phải chui trong rừng, trong rú để dựng lều, dựng nhà tạm để ở. Mà trong khi đó một cái chính quyền cồng kềnh như Mỹ đóng thế sắp mặt luôn, mà các bạn thấy đời sống người dân trăm bề vất vả, tất cả nó chỉ là một cái sự ảo tưởng bên ngoài thôi. Cho nên Lợi Minh thấy cái tên giáo sư Jonathan London này, một người Mỹ mà hiện sống và làm việc tại Hà Lan, lên đài BBC của bọn chống cộng ở hải ngoại, phán giống như là ghê gớm lắm, khủng khiếp. Cái tội này nó rất là thổ tả, nó có thể lừa bịp những người trong nước, những người mà người ta tưởng ồ mấy này giáo sư chắc mấy này dữ dằn lắm, giáo sư, nếu thằng này mà giáo sư tôi nói chưa, nó nói nó đang ở Mỹ mà nó bình luận thì tôi nói gì các bạn, đó là một cái chuyện lạ, cái chuyện rất là lạ. Tại bây giờ người ngay cả chính người dân Mỹ họ sang Việt Nam rất là nhiều, họ rất là yêu thích cái đất nước Việt Nam, và họ họ thấy cái cuộc sống của người dân Việt Nam thanh bình và ổn định chính trị và xã hội. Họ nhìn một cách nó thực tế hơn. Còn mấy thằng này là cái thằng này là nó bị nó ra kia, nó thuê một cái thằng nào đó, mấy cái đài BBC tiếng Việt nè, nó thuê vô rồi bắt đầu nó mớm lời sẵn đi rồi nói theo nó. Một cái suất như vậy 5.000 đô, 10.000 đô, chuyện bình thường thôi, đồng tiền nó liền khúc ruột. Mà khi con người ta mấy cái thứ loại mà giáo sư như vậy thì anh chị các bạn nghĩ đi, một cái loại giáo sư mà lên một cái đài tiếng Việt như thế này mà phát biểu đó, của cái đám mà thổ tả này đó, thì cái này tôi nói là lão, cái này là xạo, nó không thể được. Cái danh dự của một cái người mà giáo sư mà người Mỹ, người ta học vị đến cái văn bằng mà giáo sư thì như thế này thì họ cũng phải có tiến sĩ hoặc là thạc sĩ, chứ không có thể nào mà đi vào mà ngồi trong những cái đài mà BBC tiếng Việt thổ tả như vậy, bình luận Việt Nam một cách như đúng rồi. Các bạn thấy nó rất là tiểu nhân và mất dạy của cái đám mà mọi gợ Mỹ nó tham tiền tham bạc và nó sẵn sàng bán rẻ cái lương tâm của nó để đặng mà nó chống phá Việt Nam. Cho nên anh chị các bạn, trong cái cuộc chiến Việt Nam cái gì, có những người Mỹ
Tôi nói chuyện với các bạn theo dõi xem cái cuốn phim tài liệu mà gọi là Heaven and the Earth, có nghĩa là trời và đất đó, được viết trong một cái cuốn nhật ký của một người Việt. Cái bà này bà viết lại, bà gì bà lấy chồng Mỹ rồi sau này bà đi qua Mỹ, bà đi định cư ở Mỹ khi mà cuộc chiến chấm dứt, tại vì bà lấy Mỹ mà, rồi bà có gia đình, bà viết rất là hay. Rồi tụi Hollywood Mỹ nó thấy cái cuốn nhật ký của bà hay quá, cho nên nó mua, nó làm lên cuốn phim, nó dựa trên cái sự thật. Các bạn coi rất là cảm động, bởi vì bà này bà viết ông chồng của bà là người Mỹ, cũng tay mà gọi là buôn buôn vũ khí, đi lính xong rồi thấy Việt Nam chiến tranh vậy đó, buôn vũ khí qua bên đó bán buôn vũ khí để Mỹ nó giết hại dân mình, rồi nó làm những cái chuyện xì ke ma tí buôn bán lậu. Rồi sau này ông thấy vậy, ông đã làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân vô tội, những cái vũ khí ông bán ông làm không đúng đó, cho nên ông tự sát. Các bạn thấy ông tự sát chết, có những cái sự thật mà người Mỹ họ làm trên cái quê hương của mình đó. Ngay cả bản thân họ đó, tôi làm việc có cái thằng Mỹ này cũng vậy các bạn, nó bị trầm cảm, nó sang Việt Nam rồi đó, nó giết dân mình vô tội nhiều quá đó, nó trầm cảm tối ngày, nó hầm 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 hầm. Tôi hỏi mấy người mấy mấy người bạn đồng nghiệp làm việc, sao mà thằng cho nó thằng ô thằng thằng thét nó ít nói chuyện vậy. Hồi đó nó mấy người kia kể, tại vì nó bị trầm cảm mà đó, nó sang Việt Nam đó, nó bị khủng hoảng, cứ lầm lầm lì lì lì, để râu thì dài lụm thụm là sao, đi vô làm không nói với ai, cái điều đi về nó trầm cảm, tại vì họ sang Việt Nam họ 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 giết những cái người dân của mình vô tội. Các bạn thấy ngay cả ông John Kerry cũng vậy, khi ông sang Việt Nam ông hành quân, ông giết cả một cái làng của người Việt của mình vô tội, xong rồi về ông khóc, ông về ông yêu cầu Mỹ là phải rút quân ngay lập tức, ông xuống đường ông biểu tình và ông phản chiến, và ông ném cái huân chương của ông được tặng trong cái cuộc mà tàn sát của ông ném ra ngoài đường luôn. Cái vụ đó còn ở trên mạng rất là nhiều, ông khóc ông đòi về chính quyền Mỹ là phải xin lỗi Việt Nam. Các bạn thấy những cái cuộc chiến Việt Nam, người Mỹ họ sai lầm nhiều lắm, họ để lại những hệ lụy. Mà còn cái thằng Mỹ này, tôi nói là cái thằng này là tụi nó thuê, thằng Jonathan London này, cái tụi mà chống cộng của đài BBC nó thuê, nó đặng mà nó xuyên tạc cái đại hội đảng thứ 13. Thôi thì Lợi Minh chia sẻ với anh chị các bạn tới đây xin kết thúc, hẹn anh gặp anh chị các bạn sau. Chúc anh các bạn ở quê nhà một ngày mới an lành và nhiều may mắn, cũng như những người anh em kiều bào yêu nước ở hải ngoại cùng chung tay góp phần và tiếng nói của mình vạch mặt mấy cái đám xuyên tạc chống phá đất nước ở hải ngoại, cũng như cái đám dân chủ cội trong nước, để bảo vệ cái sự bình yên của quê hương đất nước mình ngày càng một tốt hơn, tốt đẹp hơn, dân giàu nước mạnh và xã hội ngày một công bằng hơn. Đó là những cái tâm tư và nguyện vọng của mỗi anh em chúng ta, những người yêu nước chân chính. Thôi thì Lợi Minh xin kết thúc ở đây lần nữa. Xin chào anh chị các bạn. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye.